Anh chàng này là Simon, một người gốc Do Thái tại Israel. Chuyên gia lừa tình, ông Hoàng gạt tiền. Gần 10 triệu đô và 100 cô gái trên toàn cầu đã xa lưới của hắn. Simon tạo cho mình một vỏ bọc đại gia trên mạng xã hội. Chàng trai tốt tâm tính, tiền tài đủ cả. Và thế là các nàng cứ thay nhau trao thân gửi tiền cho kẻ lừa đảo. Vậy rốt cuộc những mánh khóe của hắn là gì? Cùng đến với bộ phim tài liệu mới ra mắt trên Netflix nhé cả nhà. Nó cho ta rất nhiều bài học đắt giá đấy. Ngày nay khi mạng xã hội phát triển rộng rãi, app hẹn hò thịnh hành nhất phải kể đến Tinder. Bạn có thể tìm thấy bất kể mẫu người nào trên đó. Có thể làm người yêu, gắn bó lâu dài hoặc tình một đêm. Trai xinh gái đẹp khắp mọi nơi trên thế giới. Và tất nhiên, người ta hay tra Google tìm kiếm thông tin về đối tượng mình nhắm đến. Có hàng ngàn, hàng vạn kẻ lừa đảo trên đó. Có thể một cá nhân hay cả tổ chức. Chúng tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo để thực hiện nghi đồ bất chính. Đôi khi chỉ một cái vuốt sẽ thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Những người con gái độc thân luống tuổi, thường họ đều rất thành công trong sự nghiệp. Có điều vẫn mong chờ vị hoàng tử của đời mình, như từng xem phim hoạt hình Disney và ao ước. Dù lớn lên biết rõ nó chẳng có thật, nhưng sâu thẳm bên trong, ai cũng có chút hy vọng. Cô gái này là Cecily, 29 tuổi, làm công nghệ thông tin. Quê ở Na Uy nhưng sống và làm việc ở London. Cô dùng Tinder của cả hai nước, với hồ sơ và ảnh cập nhật hàng ngày. Việc của bạn cần làm là vuốt màn hình. Ứng dụng sẽ tự động chọn người phù hợp theo mọi tiêu chí. Sau đó là kiểm tra Instagram. Người đàn ông tên Simon đã lọt vào tầm mắt Cecily. Anh ta phản hồi rất nhanh, mong một cuộc gặp mặt. Địa chỉ được gửi trên Google Maps, thời gian là ngày mai. Bước vào khách sạn sang trọng, Cecily cảm giác có phần lạc lõng. Simon đến sau, nó khiến cô hồi hộp. Và rồi thang máy mở ra, anh ấy giống hệt trong hình. Rất thu hút, có gì đó đặc biệt ở người đàn ông này. Câu chuyện đầu tiên là vì công việc. Simon là giám đốc điều hành của Diamonds. Nhận việc từ bố, chủ tịch một tập đoàn lớn, được mệnh danh là ông vua Kim Cương. Cecily hoảng hồn, kiểu gia đình gì đây, thượng lưu quý tộc quá rồi. Nhưng Simon biết cách xua đi cảm giác lo sợ ấy. Anh nói nhiều về cá nhân, sắp tới có một chuyến công tác tiện thể thăm cô con gái 2 tuổi. Simon ngỏ ý muốn Cecily đi cùng, cả hai sẽ ngồi trên máy bay riêng. Quả thật sẽ rất ngu ngốc nếu câu trả lời là không. Trong lòng như mở cờ nhưng Cecily vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Simon cho tài xế riêng chở cô gái về nhà, gói ghém một ít đồ đạc, lấy hộ chiếu rồi quay trở lại. Đó là một chiếc Rolls Royce. Cecily như thấy mình đã bước chân vào câu chuyện cổ tích, một chuyến phiêu lưu thú vị, xa hoa và lãng mạn. Cô gái say sưa kể lại cho phóng viên, mở đầu cho bi kịch, một bài học nhớ đời. Xe dừng lại ở sân bay, có rất nhiều người đợi sẵn. Anh chàng vệ sĩ tô cao, vợ cũ của anh cùng cô con gái bé bỏng. Trên máy bay có song banh với trứng cá muối. Khoảnh khắc riêng tư của Cecily cùng vợ gã cũng nằm trong kế hoạch. Tranh thủ hỏi vài câu, cô ta nói mấy lời nghe thực sự tử tế. Nó không quá lỗ để nghi ngờ nhưng đủ cho người đàn ông ấy điểm 10 cộng. Đêm hôm đó thật nồng nhiệt, từ nụ hôn đầu đến màn bơi cạn đỉnh cao. Cecily tò mò sờ tay lên những vết bớt trên lưng người yêu. Simon chẳng che giấu nói mình từng ở tù. Một thương vụ bị phản bội, họ gán cho anh tội danh lừa đảo. Người đàn ông tưởng chừng có mọi thứ. Giờ ngồi trên giường với dáng vẻ mong manh dễ vỡ. Dù mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng cô gái vẫn có cảm giác kết nối. Anh ấy đang mở lòng mình. Các cuộc gọi đến với tần suất ngày một nhiều. Simon nói rằng công việc rất bận, có lẽ em nên về lại London. Đôi chút hụt hẫng, Cecily nghĩ rằng chuyện đã chấm hết. Nhưng không, đó là một chuyện tình cổ tích. Tin nhắn đến đều đặn mỗi sáng, tối chúc ngủ ngon và đôi khi phê tham. Một ngày đẹp trời, đóa hồng to như mả tổ đặt ngay ngắn trước cửa nhà. Cecily không biết rằng kẻ lừa đảo cũng biết đầu tư và ban đầu bạn chắc chắn sẽ nhận về lợi ích. Thế rồi không lâu sau đó, Simon tới London, địa chỉ khách sạn được gửi đến điện thoại. Cecily vui đến khó diễn tả, cái cảm giác như mình là của anh ấy. Những ngày sau, Simon vẫn tỏ ra rất bận rộn. Cái cảm giác nhớ nhung ngày một lớn dần trong cô gái. Đùng một cái, anh ngồi máy bay riêng đến gặp lúc 3 giờ sáng. Hành động có thể gây lú bất kỳ cô gái nào. Simon nói về mối quan hệ nghiêm túc, em làm bạn gái anh nhé. Mong chờ gì hơn, Cecily gật đầu muốn gãy cổ. Họ bắt đầu cởi mở mọi thứ trong cuộc sống. Simon nói về một thương vụ cần hoàn thành. Nó trị giá 70 triệu đô. Ngành kim cương luôn tiềm tàng nguy hiểm. Simon gửi những bức ảnh bị đe dọa mỗi ngày. Thư có đạn, hoa tang lễ và rất nhiều kiểu khủng bố tinh thần. Đội vệ sĩ thông báo, Simon không an toàn ở London nữa. Anh phải tránh đi một thời gian. Cecily tỏ ra cực kỳ lo lắng cho người yêu. Thời gian dài không gặp, Simon thông báo mình không dùng Tinder nữa, nhưng vẫn nhắn tin thoại với giọng điệu vỗ về an ủi. Mọi chuyện sẽ sớm qua, chúng ta lại có thể bên nhau. Cecily cứ thế ôm mộng tưởng chờ đợi, cô đâu ngờ rằng chàng soái ca ấy đang cho một người phụ nữ khác, có câu chuyện buồn kể với phóng viên. Đó là Penilla, 31 tuổi, độc lập tài chính, có mong muốn phiêu lưu với người làm mình cười. Thế rồi cái phút định mệnh, áp báo tương thích. Anh chàng ngỏ ý mời cô đến thăm, hỏi chi tiết thông tin hộ chiếu, đặt vé máy bay, một cử chỉ lịch thiệp. Nhưng mục đích chính là để Penilla tra Google về cái tên thanh toán.
Mọi thứ chuẩn bài, cô gái đến Hà Lan, bắt xe tới địa chỉ nhà của chàng trai tại Amsterdam. Một người tao nhã và thân thiện, thật khó tìm thấy ai mà có cảm giác kết nối nhanh như vậy. Một tiếng bên nhau cứ như quen biết đã lâu ngày. Lần này có đôi chút khác, gã trai giữ mối quan hệ ở mức tình bạn gây thương nhớ, làm hết mức chơi hết mình. Những bức ảnh được gửi thường xuyên, tin nhắn và thư thoại đủ cả. Có lần Simon bay sang uống cà phê với Pernilla nguyên một ngày, chỉ vì cô cảm thấy buồn. Biểu tượng hoàng tử ngay lập tức được đặt cạnh bên tên anh. Lại cái cảm giác có sự kết nối đặc biệt quen thuộc. Không lâu sau đó, Simon lại trở về London, ngỏ ý muốn Cecily đến ở cùng. Căn hộ mới được xem xét một vòng, chi phí mỗi tháng 15.000 đô. Bill long lanh nhìn ra quảng trường. Thế rồi nửa đêm, tin nhắn đổ liên tục. Ảnh Peter, vệ sĩ của Simon bị thương. Chúng đang đuổi theo anh, may mắn nhờ cậu ấy, không anh đã chết rồi. Cecily nghe mà hoảng hồn, nhưng rồi Simon động viên. Bọn anh đã an toàn, em lên giường ngủ đi. Sáng hôm sau, gã trai nhắn tin tới. Anh không thể dùng thẻ tín dụng của mình. Bọn chúng đang lần theo mọi giao dịch. Mọi thứ vẫn rất hợp lý. Simon tiếp tục ngỏ ý muốn mượn thẻ ngân hàng của bạn gái. Dùng tạm thời, khoảng 2 tuần gì đó. Nhưng nó cạn nhanh vãi cả linh hồn. Đúng chất đại gia kim cương, doanh nhân thành con mẹ nó đạt. Anh chàng thanh toán thẳng với Amex, cô gái nhận biên lai. Simon nói tiền đang tới, nhưng đồng thời muốn Cecily mang giúp 25.000 đô tiền mặt tới Amsterdam. Cơ mà làm quái gì có. Hết lòng với người yêu, Cecily đi vay app. Mọi thứ căng thẳng, cô gái tỏ ra rất lo lắng. Đó chính là điều kẻ lừa đảo muốn. Trong trạng thái sợ hãi, người ta dễ bị thao túng nhất. Tiền được mang ra từng tập. Simon cảm ơn, mọi thứ em làm đang giúp anh an toàn. Vài tiếng sau, đội vệ sĩ báo có vấn đề. Vì biện pháp an toàn, cậu trai xóa Instagram. Anh chàng còn dặn cô gái để tài khoản ở chế độ riêng tư. Bọn chúng có thể bắt em thông qua đó. Cecily trở lên bấn loạn. What the fuck? Peter gọi đến, Simon bật ra ngoài. Có một lỗ hổng an ninh, chúng biết anh đang ở đâu. Đèn tắt vụt, bên ngoài có xe đi tới. Simon nói mình phải đi, xách theo hành lý và tiền mặt. Đến nơi anh ta gửi vị trí về, đó là Thụy Điển. Nhưng không, gã trai cùng vệ sĩ tiệc tùng trong một câu lạc bộ. Tất nhiên, Pernilla cũng tham gia, thanh toán bằng tiền mặt, không khí vui hết nấc. Pernilla có cảm giác không hợp bỏ về trước. Sáng hôm sau nhắn tin rủ chàng trai cà phê. Địa điểm được gửi tới, một khách sạn tại Tây Ban Nha. Đúng là kẻ đi mây về gió. Simon quay lại tiếp tục moi tiền của cô gái tội nghiệp. Thẻ Amex liên tục bị khóa, giới hạn chi tiêu không đủ. Anh chàng dục bạn gái nâng cấp bằng cách lấy thông tin và cho cô nàng vào hồ sơ của tập đoàn. Dù không làm nhưng Cecily vẫn có bảng lương. Nhiều lắm, 94.000 đô một tháng. Trưng ra một cái, ngân hàng nâng hạn mức chi tiêu liền. Và rồi biên lai gửi 250.000 đô được Simon chụp lại. Cecily yên tâm hẳn, nó quá đủ cho các khoản anh ấy đã dùng. Cùng lúc ấy, tại Hy Lạp, Pernilla có chút hụt hẫng. Simon khoe có bạn gái mới tên Polila, một người mẫu Nga điển hình. Phòng được đặt với giá 5.000 đô một đêm, phi cơ riêng bay trên bầu trời. Bữa ăn xa hoa đắt đỏ. Tất cả được Simon thúc giục Cecily với cái cơ, anh bị truy vết, giờ lại phải lo cho cả đội rời đi. Simon lại hỏi Pernilla về tụ điểm ăn chơi trong thành phố, một câu lạc bộ dành cho giới thượng lưu. Phải đặt trước 2.000 đô để được vào. Thế là gã lại gõ đầu Cecily, thẻ chi tiêu quá ngưỡng, cố vay thêm hoặc kiếm tiền mặt. Trong lúc cô gái đang tỏ ra khốn đốn, thì kẻ lừa đảo lại hào phóng tại bữa tiệc. Cả bọn chưa kịp góp tiền, Simon đã thanh toán hóa đơn. Cecily bị cuốn vào vòng xoáy, cô tiếp tục vay một khoản 40.000 đô. Gã trai liên tục khoe các địa điểm du lịch cùng mẫu tuyển với Pernilla. Trong khi đó, cứ 2-3 ngày Cecily lại nhận được một yêu cầu mới. Tất cả các ngân hàng đã được vay. Thương vụ thành công 97% rồi, anh sẽ bù đắp cho em. Cô chẳng thể ngờ được, tên khốn đó đang ngồi trên chiếc Rolls Royce Phantom, dạo chơi đến đấu trường La Mã. Hay tới đài phun nước Chevy ném vài đồng xu. Đồng hành là cô người mẫu cùng người bạn Pernilla. Lúc này Simon dục Cecily như dục tà. Kiểm tra thẻ đi, xem có chuyện gì với nó, ngay bây giờ. Số tiền 250.000 đô vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Một áp lực mà Cecily chưa từng gặp phải trước đây. Khi sự an toàn của ai đó phụ thuộc vào việc làm của bản thân, cô gái nghĩ rằng nếu mình không giúp, chuyện gì sẽ xảy ra. Thế rồi ngoài tiền của bản thân, 250.000 đô là số tiền Cecily đã vay nợ. Cô kể lại mà gương mặt méo mó, nước mắt trực trào ra. Cảm giác ấy vẫn quá chua xót, quá mệt mỏi. Cecily chỉ mong rút được tiền. Simon liền nói cô đến Amsterdam, hắn sẽ đưa séc. Đến căn hộ, tờ séc đã nằm trên bàn. Simon làm ra vẻ xa cách, đó là một đêm buồn. Trở lại London, việc đầu tiên Cecily làm là rút tờ séc. 4 ngày trôi qua, tiền vẫn không về tài khoản. Cô chỉ biết gọi đến ngân hàng, nhân viên kiểm tra và nói rằng chẳng có gì cả. Cảm giác khó thở, Cecily gọi cho Simon. Mặc xác nó, anh đã làm việc của mình rồi. Chưa bao giờ trong đời, Cecily nghe câu nói nào lạnh lùng như vậy. Mọi thứ xung quanh chỉ toàn màu tối. Ngân hàng đến cùng mọi giấy tờ.
Cecily kể lại câu chuyện, họ xem ảnh và nói với nhau, chính là gã đó. Simon là một trong số cái tên hắn sử dụng. Anh ta không phải hoàng tử kim cương. Cô gái không biết rằng, mọi thứ trên mạng đều có thể là giả mạo, danh tính cũng thế. Nước mắt Cecily rơi nhiều hơn, lời nói lẫn hành động là sự đau khổ đến tột cùng. Về mặt nào đó, cô vẫn yêu hắn ta, muốn rằng Simon là có thật. Cecily quyết định về quê với mẹ cho qua cơn địa chấn. Simon để lại lời đe dọa. Hắn biết mọi thứ về cô, ngay cả số điện thoại của mẹ. Sợ hãi họ liền báo cảnh sát Na Uy, nhưng không nhận được sự quan tâm đúng mực. Chính ngân hàng với các khoản vay lãi cao. Cecily đã nghĩ tới việc lao vào xe tải. Câu chuyện lừa đảo chuyển hướng sang Pagnia. Hắn ta gửi cho cô một loạt bài đăng về việc thành viên gia đình bị bắt, tạm giữ để điều tra việc buôn lậu kim cương. Mọi tài khoản bị đóng, Simon nói tình hình hiện tại thật sự tồi tệ. Vài ngày sau lại là những hình ảnh thường sử dụng. Anh ta nói có người cố đâm mình, nhờ Peter mà thoát nạn. Thế rồi ngày hôm sau, Simon gọi tới với giọng điệu cực kỳ thuyết phục, vay 30.000 đô. Pagnia đắn đo, mua căn nhà mới hay an toàn của bạn. Thế rồi cô cũng làm theo chữ nhân văn. Cecily thì nhốt mình tại một bệnh viện tâm thần. Cô biết Simon lừa đảo, thế những người có mặt thì sao? Đó có phải vợ và con gái anh ta? Cecily tìm hiểu và biết rằng 2015 hắn đã lừa 3 người phụ nữ. Cũng với chiêu trò tỷ phú, máy bay riêng, khách sạn sang trọng, bị bắt và kết án, ra tù anh ta còn trở nên tệ hơn. Họ đã thả ra một kẻ sắp nung nấu kế hoạch mới và cần nhiều tiền hơn. Không thể để hắn cứ tiếp tục, Cecily quyết định phải đứng ra ngăn chặn. Cô tìm đến tờ báo lớn nhất Na Uy. Mọi thứ cứ như trong phim vậy. Họ cần có tài liệu chính xác. Dù tin nhắn còn đấy nhưng nó quá riêng tư. Suy nghĩ một hồi, Cecily quyết định gửi. Gần 400 trang chữ, có video, tin nhắn và thoại. Họ mổ xẻ câu chuyện từ ngày đầu, mọi thứ diễn ra quá đỗi tự nhiên. Đến các chuyên gia cũng tin rằng, người khôn ngoan đến mấy cũng mắc lừa. Điều ngạc nhiên hơn nữa, người phụ nữ bế con trên máy bay. Cô ta có mặt trong phiên tòa tống hắn vào tù năm 2016. Các phóng viên tích cực điều tra. Họ tìm một người biết tiếng Hebrew và hiểu đất nước Israel. Liên hệ với một nhà báo có tên Uri. Xe lăn bánh đến ngoại ô thành phố. Cuộc sống trái ngược hoàn toàn với những gì Simon cho lên mạng. Căn hộ bốc mùi, thang máy hỏng phải quốc bộ. Trước cửa là thư của nhà chức trách, có lẽ họ thông báo đòi tiền cho các nạn nhân. Một người phụ nữ xuất hiện tự nhận là mẹ Simon. Đã lâu rồi bà không liên lạc với con trai. Xin lỗi nhưng từ mặt rồi. Họ mang ảnh đến hỏi sở cảnh sát. Nhân viên xác nhận Simon Leviev và Simon Hay Út chính là một. Kẻ lừa đảo chuyên nghiệp từ thủa vị thành niên. Rất nhiều thông tin quý giá được thu thập sau chuyến đi. Có điều họ không biết chính xác hiện tại hắn ở đâu. Về phần Pagnia, sau khi chót chuyển 30.000 đô, cô lại bị vò thêm 10.000 để hy vọng tuần sau Simon trả cả. Thế rồi một biên lai 100.000 đập vào mặt. Pagnia có vẻ bất ngờ, chúa ơi tôi bị sốc đó Simon. Có điều bên ngân hàng đòi gặp người thật cùng luật sư. Hắn muốn cô gái chi trả các vé máy bay đến đó. Hết chuyến này đến chuyến khác, tiền thì bặt vô âm tín. Pagnia nhắn thoại khóc lóc tỏ vẻ lo sợ. Simon nói ngân hàng đã đóng băng tài khoản phục vụ điều tra. Gửi ảnh cả một đống đồng hồ xịn sò. Hắn đặt vé cho cô bạn tới để đưa một chiếc trị giá hơn cả 100.000. Trong khi đó, nhà báo dựa trên số liệu chi tiêu trên tài khoản Amex của Cecily. Rất nhiều vé máy bay được thanh toán, trong đó có tên Pagnia. Ngay lập tức, phóng viên kết bạn Facebook và đặt vài câu hỏi. Cô hoảng hốt, tưởng chừng như muốn ngất đi. Cóp đoạn tin nhắn, Pagnia gửi thẳng đến cho Simon. Hắn vẫn trấn an cô gái, tất cả chỉ là kế hoạch của kẻ thù, nhằm moi thông tin. Nhưng hôm sau, phóng viên đến tận nơi gặp mặt. Pagnia lúc này mới ngã ngửa người. Tại sao hắn lại làm vậy với tôi? Mọi việc cứ vậy diễn ra, dùng tiền của người trước, tiếp cận và lừa người sau. Vỏ bọc đại gia quả thật rất hoàn hảo. Không bao giờ hắn ở một chỗ quá lâu. Với kinh phí có hạn của cảnh sát địa phương khó lòng tìm được. Theo lời của Pagnia, phóng viên theo chân tới Đức. Họ giữ khoảng cách an toàn và luôn nắm mọi tình hình. Pagnia cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn phát hiện được kế hoạch. Phóng viên chụp vài tấm thì để lộ vị trí. Hắn hét lên giận dữ kêu mọi người lên xe. Phóng rất nhanh vòng quanh thành phố. Pagnia hoảng loạn, kẻ thù của anh hả, giờ họ theo tôi sao? Một mình xoay sở, đèn đỏ xe dừng, cô lập tức mở cửa. Đem chiếc đồng hồ ra tiện, tất nhiên rồi, nó được mua ở chợ Đồng Xuân. Pagnia muốn đối chất với kẻ lừa đảo. Phóng viên quay lại cuộc hội thoại. Simon tỏ vẻ rất bình thường, nghe máy nói chuyện thoải mái như mình chẳng làm gì sai. Sau một hồi, là màn lật mặt quay xe. Hắn dò nạt nạn nhân, cái giá phải trả còn đắt hơn tiền bạc. Pagnia ôm mặt khóc nức nở, để tiến tới việc lật tẩy hung thủ. Cô gái ấy cũng can đảm và mạnh mẽ lắm rồi. Khi mặt họ bị đưa lên trang nhất tờ báo, chắc hẳn sẽ có không ít bình luận ác ý. Chúng cứ như cơn cháy rừng vậy, lan với tốc độ chóng mặt, hết tham tiền rồi ngu thì chết. Mạng xã hội tàn bạo như thế đấy, họ chẳng quan tâm bạn đang cố giúp ai đó ngoài kia. Nạn nhân bị chỉ trích nhiều hơn kẻ lừa đảo. Phóng viên sắp xếp một cuộc gặp,
hai cô gái nhanh chóng ôm lấy nhau, cùng nắm tay trên con đường bóc mẽ kẻ lừa đảo. Mọi tờ báo, mọi chương trình trò chuyện, cũng như các hãng tin lớn ở Mỹ, Anh, Hà Lan và Đức, cảnh sát sẽ cảm thấy áp lực từ truyền thông, từ công chúng, buộc họ phải làm điều gì đó trong vụ này. Phần nào sự đấu tranh đã có tác dụng, các nạn nhân thi nhau đâm đơn kiện và chia sẻ với báo chí truyền thông. Dù 7 nước đã phát lệnh truy nã nhưng kẻ lừa đảo vẫn chạy trốn đâu đó ngoài kia. Lúc này Aileen thấy hình bạn trai bị gắn dòng chữ kẻ lừa đảo trên Tinder. Cô nàng như chết lặng người, họ đã chính thức hẹn hò 14 tháng. Một mối quan hệ hoàn toàn nghiêm túc. Đọc bài báo, Aileen thấy như mình là các nạn nhân trong đó. Các chiêu trò mánh lới quen thuộc. Một người đàn ông chu đáo, nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt, không dịp lễ nào thiếu hoa thiếu quà. Yêu anh hết lòng để rồi anh chơi cho hết hồn. Aileen đọc mọi chi tiết, các tin nhắn đăng tải trong bài báo. Giọng điệu ngôn từ giống hệt hắn gửi cho cô. Túm cái váy lại, hắn cũng đang cầm của Aileen, 140.000 đô. Hiện thực không thể chối cãi đang ở trước mắt. Súng máy bay, Simon gọi tới. Hắn vẫn khăng khăng rằng kẻ thù trả tiền cho bài báo. Nhưng dạy một lần rồi thôi, mặc cho gã trai đều buôn nước bọt. Aileen kết nối với cảnh sát, họ nói cần thời gian để lên chuyên án. Cô liền kết nối với Penila. Aileen muốn vạch ra một kế hoạch để lấy lại tiền. Mặt kẻ lừa đảo tràn lan trên mạng, tạm thời hắn sẽ không thể tìm kiếm được con mồi mới. Biết mình là chỗ duy nhất Simon có thể tìm đến. Aileen vẫn nhắn tin tình tứ, quyết đứng về phía người yêu, mặc thế giới ngoài kia đang quay lưng với anh. Làm trong ngành thời trang cao cấp, Aileen biết rằng tủ đồ của Simon đáng giá cả gia tài. Cô ngỏ ý bán nó đi lo việc trước mắt. Thế rồi địa chỉ gặp mặt ở Cộng hòa Séc, một nơi đồng không mông quạnh, rừng âm u sương phủ mịt mờ. Simon đưa cô gái tới phòng phẫu thuật. Hắn muốn chỉnh sửa khuôn mặt để hóa thân thành người khác. Nhưng bác sĩ từ chối, chỉ có tội phạm mới làm thế này. Aileen nghe vậy tí thì phun nước trong mồm. Cả buổi chiều cô chơi trò bạn gái với tên tội phạm. Sáng hôm sau, Aileen gói ghém đồ đạc, ba cái vali đồ sộ toàn hàng hiệu. Trước khi rời đi, Simon vẫn cố viết một lá thư, dặn lên máy bay rồi đọc. Nó thật ngọt ngào sâu sắc. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Thế nhưng ăn lừa nhé, Aileen đang lên kế hoạch bán đống đồ. Simon bắt đầu sốt ruột, cả ngày nhắn tin và gọi điện. Em bán gì rồi? Tiền của anh đâu? Em cần nhanh lên, bọn nó tìm được vị trí. Aileen chẳng quan tâm, trả lời cho có lệ. Số tiền bán đồ dù không bù được 140.000 đô, nhưng thôi coi như hoàn chút vốn. Những ngày sau, Simon liên tục dội bom thư khủng bố, hết đe dọa đến định nọt yêu đương hứa hẹn. Một trải nghiệm kinh hoàng, nhưng phần nào Aileen lại đang tận hưởng. Cảm giác kẻ lừa đảo lúng túng cầu xin. Chụp ảnh ăn đồ ăn thừa, râu dài cả mét. Xin em đó, ngày mai anh trở thành vô gia cư rồi. Ngủ tại cư xá, giá 12 đô một đêm. Mua giúp anh tờ vé số cho anh chọn. Con người Simon lúc này mới lộ rõ bản chất, dai hơn để đói. Dù có bị phát hiện, nó vẫn bám vào chân bạn và cố hút thêm chút gì đó. Từ hoàng tử kim cương giờ đã thành ông hoàng vô gia cư. Cứ khóc đi, bà mày bận cười đã. Vài ngày sau, biết được Simon đang trên chuyến bay tới Athens. Aileen chụp lại hình ảnh và gửi cho cảnh sát. Interpol đã khống chế ngay khi hắn vừa thò đầu khỏi cửa. Tình có thể không lấy lại được nhưng các nạn nhân thấy an ủi phần nào. Nỗi lo tạm thời biến mất, họ thấy vui vì thằng khốn ấy sắp vô tù. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn chỉ phải ở tù 5 tháng. Không bị cáo buộc tội lừa đảo và không có trách nhiệm hoàn tiền. Các nạn nhân vẫn oằn mình lên trả các khoản nợ. Simon tự do cùng cuộc sống sang chảnh chó. Ước tính anh ta đã lừa 10 triệu đô từ các nạn nhân trên toàn cầu. Từ khi được thả, Simon lại lên Tinder, bạn gái hiện tại là người mẫu Israel. Có tiền có thân thì giữ nhé chị em. Thằng nào phô giàu có mà lại tâm tính tử tế thì nhớ đề phòng từ lần đầu gặp nhé. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.